Đấy Thì qua cái câu chuyện này muốn chia sẻ với các bạn là cái việc mà làm hồ cá coi Hay là một hồ bơi, một hồ nước nó không phải là dựa theo cái mạng của mình Bởi vì dựa theo cái mạng của mình thì thôi đừng uống nước nữa Mạng hỏa thì thôi đừng uống nước nữa, đừng tắm nữa Đúng không? Đây này bạn Diamond có hỏi là nhà Đông Nam bếp hướng gì? Bếp hướng gì là tốt? Đấy. Ví dụ là ngôi nhà hướng Đông Nam này. Đông Nam đây nhé. Các bạn nhé. Ừ. Thì đối với ngôi nhà hướng Đông Nam ấy. Bây giờ cụ thể không biết được bạn là Đông Nam của bạn là bao nhiêu độ. Đông Nam thì có ba sơn là thìn tốn tị Các bạn hình dung không? Ba sơn là thìn tốn tị Cho nên là chưa biết là Đông Nam của bạn là bao nhiêu độ Bao nhiêu độ Đấy Thì thường thường bây giờ nó có một cái xu thế như này này Thì như lúc nãy là đã chia sẻ với các bạn Các phương vị có thể đặt bếp và nhà vệ sinh Thì bao gồm ở đây là gì? Bao gồm là Đông, là Đông Nam, là Bắc, là Tây Nam đúng không ạ? đúng không ạ? Đấy thì đấy là những cái phương vị mà đặt bếp được. Nhưng mà cũng có thể nhà bạn là đông nam bao nhiêu độ thì sẽ có những cái phương vị chính xác nhất. Ví dụ như là có những cái phương vị vẫn là đông nam nhưng mà đặt ở ở Khảm thì nó tốt hay là lại vẫn đông nam nhưng mà lại đặt sang sang chấn thì nó sẽ tốt hơn. Đấy hoặc là đặt sang khôn. Nhưng mà bản thân đông nam hay tây nam nó là một cặp nếu mà nhà Đông Nam mà chúng ta lại làm nước ở phía Đông Nam nhưng mà đặt bếp ở Tây Nam thì nó sẽ là một cặp để, để 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 phụ trợ cho những người phụ nữ người phụ nữ ở đây là gì là vợ và là là vợ là mẹ là con gái của mình thì nó sẽ rất là ok nhé còn ngược lại nếu mà Đông Nam đã có thủy rồi nhưng mà đặt được vào chấn nữa thì nó là một cặp lôi phong tương bản nó rất là tốt đấy nó đồng nguyên nhất khí thì khi mà đã cả đông và đông nam nó đều đúng thì gọi là lôi phong tương bạc nó rất là tuyệt vời nhá thì sơ bộ là đặt vào những bốn cái phương vị mình vừa nêu nhưng mà cụ thể là hướng thền, hướng tốn hướng tị thì sẽ có những cái cái phương vị đặt nó tốt tốt nhất tốt nhì tốt ba đấy bạn trung nguyễn cho em hỏi mạng hỏa có đặt được hồ cá coi không <laughs> cái câu hỏi này cũng cũng rất nhiều người cũng đang thắc mắc này rất nhiều người thắc mắc này đấy thì mạng hỏa có đặt được hồ cá coi không thì bây giờ các bạn thử hỏi là thế thì mạng hỏa bạn mạng hỏa thì hàng ngày bạn có phải uống nước không nếu đúng không ạ hàng ngày bạn có phải tắm giặt không bạn mạng hỏa đấy hàng ngày bạn có phải uống nước không đúng không hàng ngày bạn có phải tắm không đấy thì qua cái câu chuyện này muốn chia sẻ với các bạn là cái việc mà làm hồ cá coi hay là một hồ bơi một hồ nước nó không phải là dựa theo cái mạng của mình bởi vì dựa theo cái mạng của mình thì thôi đừng uống nước nữa mạng hỏa thì thôi đừng uống nước nữa đừng tắm nữa đúng không Đúng không ạ? Thì cái việc mà làm hồ cá coi, làm hồ bơi nó không phải dựa vào cái mạng của mình. Mà cái mấu chốt nó vẫn phải dựa theo thời vận này, cái 1 2 3 4 5 6 7 8 9 này. Thì trong cái thời vận đấy thì những cái phương vị nào nó vượng, những phương vị nào nó suy thì lúc đấy chúng ta chỉ cần đặt cái hồ cá coi vào cái phương vị suy đi thôi, đặt cái hồ bơi vào cái phương vị suy đi thôi là đạt được rồi. Chứ không phải dựa theo yếu tố mạng của mình. Bạn nhé. Chứ ngày xưa như các cụ ngày xưa làm gì có nhớ cái mạng của mình đâu Hỏi những cái ông cụ ngày xưa những cái thời mà Sinh mà những cái năm mà 30, 40 chẳng hạn Như bác Phú Trọng nhà mình Trong cái thế hệ của bác ấy nhiều khi là Bạn bè còn chả nhớ mình sinh năm bao nhiêu đâu Thế khi mà không nhớ năm sinh của mình thì chả lẽ là mình không được làm hồ bơi không được làm học hồ, hồ cá còi à? không phải làm công thủy không phải làm theo thế nhé yeah. mạng nào cũng đặt được hồ bơi mạng nào cũng đặt ở hồ cá coi miễn sao là chúng ta biết được cái 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 cái, cái công thức đấy và dựa theo chính là dựa theo yếu tố thời vận để mà chúng ta thiết kế cái việc đó nhé yeah.